Sáng ngày 18 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2021 tại đầu cầu của Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm huyện chủ trì hội nghị tham dự hội nghị có các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch sa súc gia cầm huyện văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện tri cục trưởng tri cục thống kê lãnh đạo và cán bộ phụ trách chăn nuôi thú y trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại điểm cầu cấp xã chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban dân phụ trách kinh tế các xã thị trấn các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch sa súc gia cầm xã thị trấn trưởng các thôn khu phố cán bộ thú y viên các xã thị trấn Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận và báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch gia súc gia cầm và tiêm phòng đợt 1 năm 2021, triển khai công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2021. Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2021 cho đàn gia súc gia cầm đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch. Trong thời gian tập trung tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2021, đã xảy ra dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò, nên phải tập trung lực lượng thú y vào công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò đã ảnh hưởng đến tiến độ và tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Một số xã công tác chỉ đạo tiêm phòng vẫn chưa quyết liệt, triển khai chung chung, chưa có sự kiểm tra đôn đốc và các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả tiêm phòng. Tiêm phòng đợt 2 năm 2021 thực hiện ngay từ 26 tháng 8 năm 2021 đến 26 tháng 9 năm 2021, đồng loạt tiêm phòng vaccine trên toàn bộ gia súc gia cầm thuộc diện tiêm và tổng hợp báo cáo tiến độ tiêm phòng vào các ngày 6 tháng 9 năm 2021, 16 tháng 9 năm 2021, 26 tháng 9 năm 2021 và kết thúc tiêm phòng đợt 2 năm 2021 vào ngày 26 tháng 9 năm 2021. Yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt trên 85% diện tiêm. Ngoài ra trên đàn gia cầm phải tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, nếu cắt sơn, tụ huyết trùng, dịch tả vịt với tỷ lệ tiêm yêu cầu đạt trên 80% diện tiêm. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm huyện yêu cầu các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2021, ra soát tổng đàn giao kế hoạch cụ thể đến từng thôn đầy đủ các chỉ tiêu cho từng loại vật nuôi và từng loại vaccine tiêm phòng phân công cán bộ trực tiếp bám sát địa bàn để đôn đốc ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng chống dịch gia súc gia cầm của huyện phối kết hợp chặt chẽ với các ngành liên quan các đoàn thể phân công lực lượng đi cơ sở chỉ đạo kiểm tra giám sát đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo đúng nội dung kế hoạch với phương châm phòng hơn chống nên yêu cầu các xã làm tốt công tác tiêm phòng đợt hai